ba đã trình bày tất cả mọi lý do, từ chủ quan cho đến khách quan, nhưng họ vẫn không đồng ý gia hạn công tra. Ba vì thuyết phục họ cho nên mới ở lâu ở bên đó. Người nước ngoài, người ta rất nguyên tắc và cứng nhắc trong việc quyết định, không dễ dãi xoay xoay như người Việt đâu. Nên ba không thể thuyết phục họ là chuyện bình thường thôi. Mức bồi thường trễ hạn không có nhỏ đâu con. Con biết, đó là điều khoản mà ta đã biết ngay từ đầu. Không phải là họ cố tình lừa ta. Tuy nhiên, ba cũng không nên lo lắng quá mà hao tâm tổn sức. Đây là lần đầu làm ăn với người ta, ba không lo cái khoản bồi thường. Nhưng ba chỉ lo là công tra này sẽ lọt vào tay của thằng Năm Hùng. Cái thằng khốn đó, nó giống như là đĩa bám lấy ba vậy. Bao nhiêu công tra của ông ta đều bị ba chiếm hết. Dĩ nhiên là phải hận và bám lấy ba rồi. Nó rất là muốn chiếm lấy cái công tra này, và cũng đã lớn tiếng quên quang khoe khoang khắp giới đục điện. Nếu ba để công tra này lọt vào tay hắn thì ba chẳng còn mặt mũi nào hết. Ba yên tâm, mặt mũi của ba chắc chắn sẽ không bị mất. Con nói nghe dễ dàng quá ha. Không phải là chắc ăn, mà là rất chắc chắn. Hàng đã đóng sẵn sàng rồi, chỉ cần chờ lệnh ba là xuất đi thôi. Hàng đã đóng thùng sẵn. Hàng ở đâu? Không phải là con đi mua lại của người ta với giá cắt cổ đó chứ? Không, con trai của ba đâu có khờ. Con trai của ba? Con làm sao mà dối vậy? Chuyện đó thôi để từ từ con sẽ kể cho ba nghe. Nhưng mà có chuyện này con muốn hỏi ba. Chuyện gì? Nếu như con để ý một con hầu, ba có cho con cưới người đó không? Tự nhiên. Sao con hỏi vậy Bình? Là con thí dụ thôi. Nếu như con lỡ thương một con ở thì ba có chấp nhận không?